trong câu Phật ngôn 419. Và trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo rất tình hợp với giá sá quân đà mi Bụt thù mơ hệ sì á răng tất hà gá tù lù Cô tâm mô sắp bá gá lù quý chệt thác bồ lù ca sá sá thài Chá ná đầm mắc cụ quý đồ đà mắc hành tăng ná rá phù Chá này giá cần Như lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng Thoát ly phiền não trói căng Tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng Từ đế Ngài đã tin tưởng Thông minh dạy bảo Dân lương thoát trần Con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ yá tá sa sát thú nô lô ca nó mình thá sá quý na ca rô cô sắc và nhu bút thấp bất đi phù thí sinh nhá tổ quanh đà má hình tầng nó rá phù. Cha này giá cần pháp bảo vi ánh vàng như lai xoay sáng vẹt màng vô minh. Phá tan lầm lạc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân khu vi số thô chú các tá sa sa quốc cổ sách tha chú ca mô quá rất thầm mà sách tha cổ niềm đa bất sân sa đi á na đa rù quá rù hoành đa bất hành tầng đa rắc phù cha này giác cần Tăng bảo thinh văn Phật đà, tâm một hôn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ thể pháp, phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chung, nhớ ghi cúng dường. Phá tạm hát tế giá tê chê, ná chích khà mê ê, tu quạ tha năng tác xà vi à nú phà quê, ná xá xà dê. Ná xích chạch tụ, cầu xin tâm bảo uy linh. Cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao Nam mô Bụt Thà Dạ phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 419 chú tình vô về đi sát ta năng chú tình vô quê đi sát ta năng chú tình vô quê đi sát ta năng câu số 2 u ba bát tình cha sắp ba sô u ba bát tình cha sắp ba sô u ba bát tình cha sắp ba số bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này chú tình vô quê đi sát ta năng u ba ba tình cha sắp ba số chú tình vô quê đi sát ta năng u ba ba tình cha sắp ba số chú tình vô quê đi sát ta năng u ba ba tình cha sắp ba số câu ba câu bốn a sát tầng su ga tầng bút thằng a sát tầng su ga tầng bút thằng a sát tầng su ga tầng bút thằng tam ma hằng pru mi tầm ma năng a sát tầng su ga tầng bút thằng tam ma hằng pru mi tầm ma năng bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 419 chú tình vô quê đi sát tà năng u ba ba tình gia sắp ba số a sát tầng su a tầng bút thần tâm hằng phù mi phạm ma năng chú tình vô quê đi sát tà năng u ba ba tình gia sắp ba số a sát tầng su a tầng bút thần tâm hằng phù mi phạm ma năng chú tình vô quê lý sát ta năng u ba ba tình cha sắp ba số a sát tăng su a tăng bút thần tâm hằng phù mi phạm ma năng đó là cách đọc thứ nhất cách đọc thứ hai
chú tình vô quê đi xa tà năng ô bá bá tình gia sắp bá sô a sa tăng su ga tăng bú thăng tâm hằng phù mi phạm má năng chú tình vô quê đi xa tà năng ô bá bá tình gia sắp bá sô a sa tăng su ga tăng bú thăng tâm hằng phù mi phạm má năng. Như vậy thì chúng ta thấy về cách đọc thì có hai cách đọc ha. Một cách đọc chúng ta dừng lại cuối câu số 2 bởi vì nó là một trường âm. Và cách đọc thứ hai thì chúng ta đọc thẳng một hơi luôn. Ai có hơi dài thì sử dụng cách đọc thứ hai. Còn nếu mà hơi ngắn thì đọc một lần hai câu. À, như vậy thì trong cách đọc có hai cách đọc ha. À, quý vị tùy chọn, thích đọc dài thì đọc, mà thích đọc ngắn thì hai câu. À, và bây giờ dòng kể thì một câu tám từ cũng rất là dễ. Chú tinh vô quê đi xa ta nắng u ba ba tinh chà xăm ba số a sa tăng su ga tăng bồn tăng ta ma hăng cu mi pram ma năng chú tinh vô quê đi sa ta năng u ba ba tinh và sam ba số a sa tăng su ga tăng bồn tăng ta ma hăng cu mi pram ma năng chú tinh vô quê đi san ta năng ôm ba ba tinh cha sam ba số a san tăng số gan tăng bồ tát ta ma hằng phu mi pram ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà la môn. Xin mời Sức Mita, Sức Kim, Sức Kim Nhung ạ. Dạ, nam mô Bụt Tha, dạ, nam mô Thầm Ma, dạ, nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong lập trạng cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba bát tình cha sắp ba sô a sát tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chú là đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê là hai trường âm thông thường, đi là đoạn âm, sát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Con đọc lại hai câu 1 và 2. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú bá bát tình cha sắp ba sô. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, sát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng
Trường Âm đọc theo giọng nguyên âm. Asat tăng su gat tăng bút thăng tam hằng bồ mi brahma năng. Dạ con xin đọc lại hết bài. Chú tình vô quê đi sát ta năng u ba bát tình cha sắp ba sô asat tăng su gat tăng bút thăng tam hằng bồ mi brahma năng. Chú tình vô quê đi sát ta năng u ba bát tình cha sắp ba sô asat tăng su gat tăng bút thăng tam hằng bồ mi brahma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cha con xin kể. Chú tinh vô quê đi sát ta năng ô ba ba tinh cha sắp ba sô a sát tăng su gia tăng bút thăng ta ma hăng bru mi brahma năng. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Con mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một, hai, ba. Ba người nghe rõ. Ba người nghe rõ vậy tốt rồi. Cảm ơn quý vị đã nghe rõ ha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 419. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú bá bắc tình chá sắp bá sổ á sắc tăng su gát tăng bút thằng tam hằng rù mi rầm ma năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba bắc tình cha sắp ba sổ á sát tăng su gat tăng bút thằng tam hằng rù mi rầm ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Chú đoạn âm tình trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô quê hai trường âm thông thường. Đí đoạn âm sắc trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá hai đoạn âm, bát trường âm nhắn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, sáp trường âm nhắn, bá đoạn âm, sô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú bá bắc tình cha sắp ba sô a sắc tăng su ga tăng bút thằng tam hằng đồ mi rầm ma năng. Á đoạn âm sắc trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su ga hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhắn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài và ca kệ. A sắc tăng su ga tăng bút thằng tam hằng rù mi râm ma năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú bá bắc tình chá sắp ba sổ a sắc tăng su ga tăng bút thằng tam hằng rù mi rầm ma năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú bá bắc tình cha sắp ba sô a sắc tăng su ga tăng bút thằng tam hằng rù mi rầm ma năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú bá bắc tình cha sắp ba sô a sắp tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Chú tình vô quê đi sát ta năng u ba bắc tình cha sắp ba sô a sát tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm
khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ. Ta gọi Bà La Môn, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chàng đét ơi, con chưa đọc xong mà con thấy sư cho bông hoa giáo chổi rồi đó. Chắc không có chuyện gì chết chắc được phải không sư? Chắc tuyệt vời, chắc tốt rồi ha. Con cảm ơn sư nha. Và cảm ơn quý vị đã cho bông hoa tùm lum tùm la ha. Ây da, tốt tốt. Vậy hình như là cô Hồng Thị Kim Nhung kế phải không? Dạ, mời cô Linh trả bài nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Bye. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin được đọc bài câu pháp cú số 419 ạ. Chú tình dồ quề đi xa tà nằng u ba ba tình cha sa ba sổ a sa tằng su ga tằng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Chú tình dồ quề đi xa tà nằng u ba ba tình cha sa ba sổ a sa tằng su ga tằng bút thằng ta ma hằng pru mi pram ma nằng. Ai hiểu rõ hoàn toàn, sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Chú là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dô, quê là hai trường âm thông thường. Đí là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú, bá là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Chú tình dồ quề đi xa tà nằng u ba ba tình cha sáp ba sổ. Á là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú, gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Asat tằng su ga tằng bút thằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Chú tình dồ quề đi sát tà nằng u ba ba tình cha sáp ba sổ a sát tằng su ga tằng bút thằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Chú tinh yo quê đi xa ta năng u ba ba tinh cha sáp ba sô a sát tăng su ga tăng bút thăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Chú tinh yo quê đi xa ta năng u ba ba tinh cha sáp ba sô a sát tăng su ga tăng bút thăng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn, sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính chào đạo tràng, thân mời Hồng Mai ạ. Alo, dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức và Quý Chư Tăng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào anh chị em trong đạo tràng và cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ ạ. Và con xin đọc câu pháp cú 419. Chú tình dồ quề đi sát tà năng ú bắp bắp tình chát sát bát sồ á sát tầng su gát tầng bút thần ta ma hằng rù mi vầm má nằng. Chú tình dồ quề đi sát tà năng ú bắp bắp tình chát sát bát sồ á sát
tăng su gát tăng bút thằng ta ma hằng phù mi bầm ma nằng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chú tình vô về đi sát tà nằng u pháp pháp tình chất sát tát sồ. Chú là đoạn âm, tình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô quê là hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, sát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú pá hai đoạn âm, pát trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá đoạn âm, sát trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Chú tình dồ quê đi sát tà nằng ú bắp bắp tình chá sát bát sồ. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á sát tầng su gáp tầng bút thằng tá má hằng phù mi vầm má nằng. Á là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú gá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á sát tăng su gách tăng bút thằng tá má hằng phù mí râm má nằng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 419. Chú tình vô về đi sát tà nằng ú pát pát tình chá sát tá sồ. Tăng su gách tăng bút thằng tá má hằng phù mí râm má nằng. Dạ con xin đọc kệ ạ. Chú tinh vô quê đi sát ta năng ủ pa pa tinh cha sát ba sô. Á sát tăng su gà tăng vụt thăng ta ma hăng phu vi con ma năng. Chú tinh vô quê đi sát ta năng ủ pa pa tinh cha sát ba sô. Á sát tăng su gà tăng vụt thăng tam hằng vô mi tâm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong và phân tích câu và kệ xong câu pháp cú 419. Dạ có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 419. Chú tình vô quê đi sát ta năng u pháp pháp tình chá sáp ba sô. A sát tăng su la tăng bút thăng ta ma hằng đù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Chú bản âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, sát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú phá hai đoạn âm, phát trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Chú tình vô quê đi sát ta năng u pa pa tình chá sáp ba xô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á đoạn âm, sáp trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, răm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á sát tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng đù mi rằm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 419. Chú tình vô quê đi sát ta năng u ba phát tình cha sát ba sô.
Asat tăng suga tăng bút thăng tamahang hù mi rằm ma năng. Chú tinh vô quê đi sát ta năng u pa pa tinh cha sáp ba sô. A sát tăng su ga tăng bụt thăng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ các cô tu nữ và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 419 ạ. Chú tình vô quê đi sát tà nàng u pa pa tình cha sát pa sổ. A sát tàng su ga tàng bút thàng ta ma hàng rô mi pram ma nàng. Chú tình vô quê đi sát tà nàng u pa pa tình cha sát pa sổ. A sát tàng su ga tàng bút thàng ta ma hàng rù mi bram ma nàng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Chú tình vô quê đi sát tà nàng u pa pa tình cha sát pa sổ. Chú là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê là hai trường âm thông thường, lý là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ú pá là hai đoạn âm, pát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Á là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm nhấn, trường âm thông thường. Mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Có đại khảo bài. Chú tình vô quê đi sát tà nàng u pa pa tình cha sát pa sổ. A sát tàng su ga tàng bút thàng ta ma hàng rù mi pram ma nàng. Chú tình vô quê đi sát tà nàng u pa pa tình cha sát pa sổ. A sát tàng su ga tàng bút thàng ta ma hàng rù mi pram ma nàng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà la môn. Con xin kể. Chú tinh vô quê đi sát ta nàng u ba ba tinh cha sát ba sù. A sát tăng su ga tăng bút thăng ta ma hăng rô mi pram ma nàng. Chú tinh vô quê đi sát ta nàng u pa pa tinh cha sát pa sô. A sát tăng số ga tăng bụt thăng ta ma hăng rô mi bram ma nàng. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con sai, con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu. Con xin xuống mic, xin mời tịnh tâm ạ. Alo, 123, 123. À, quý vị nghe Sư Thanh Hoàng ha. À, dòng kinh cũng hay mà dòng kệ cũng hay. À, nhưng mà quý vị có thấy rằng là Sư Thanh Hoàng sai chỗ nào không? Nhầm một tí à? À đúng rồi, nhầm có một tí à. À, cả một bài sai có một từ, cho nên nhầm có một tí à. À đúng rồi, câu số 2, sắp ba sô. Chữ sắp ba sô, chữ sô này mà
Sĩ Thanh Hoàng nói rằng một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nãy giờ núp lùm ha, nhưng mà khi nghe Sĩ Thanh Hoàng đọc tới chỗ này, tưởng rằng chúng tôi bắt lỗi sai. Ai ngờ Sĩ Kim Nhung cũng nghe rõ ha. Chị em với nhau chơi thân với nhau như vậy mà khi hay có cái lỗi cũng phải chỉ ra, chứ không phải là thiên vị phê ta rồi bỏ qua. Đây không có bỏ qua, mà sai là sai, đúng là đúng, phải không? Chấp nhận sự thật là như vậy. Cho nên chỉ sắp ba sô, một trường âm nhấn, một trường âm thông thường và đoạn âm nó nằm ở giữa. Rồi lần sau cứ từ từ đi, đừng có đọc nhanh quá, đọc nhanh sẽ bị bóp. Rồi bây giờ mời Sĩ Tịnh Tâm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sằng Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hành và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 419. Chúc tình vô quê đi sắp tà nặng u ba bát tình cha sắp bát sô a sắp tằng su ga tằng bút thằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Chút tình vô quê đi sắp tà nằng u ba bát tình cha sắp bát sô a sắp tằng su ga tằng bút thằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 2, câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Chút tình vô quê đi sắp tà nặng u ba bát tình cha sắp bát sô. Chút tình vô quê đi sắp bà đi sắp tà nặng u ba tát tình cha sắp bát sô. Dạ chú là bản âm, tình là trường âm đọc theo nguyên âm, vô quê là hai trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú bá là hai đoạn âm, bát là trường nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm thông thường. Dạ. Á, con xin đọc câu số 3 và câu số 4. Á sắp tằng su ga tằng bút thằng tá ma hằng rù mi rầm ma nằng. Á sắp tằng su tằng tá ma hằng rù. Á sắp, con xin sám hối. Á sắp tằng su ga tằng bút thằng tá ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ, á là trường á là đoạn âm, sách là trường trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, gá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại hết nguyên bài. Chút tình vô quê đi sắp tà nặng u ba bát tình cha sắp bát sô a sắp tằng su ga tằng bút thằng ta ma hằng rù bi rầm ma nằng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngụy bà la môn. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin kệ. Tin vô quê định sát ta nặng u ba đa
u ba ba tinh cha sam ba so a tăng bụt thăng tạ ma hăng rô mi râm ma năng. Dạ con đã đọc xong à, con kính xin ngài và toàn thể quý đầu tràng chỉnh sửa giúp giúp cho con. Dạ con kính cảm ơn ngài đã bóp bài và cô Tâm Hạnh bóp bài. Con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mít à, con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức và ngài Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tôn nữ, con xin kính chào đạo tràng, con xin trả bài câu pháp cú số 419. Chú tình dầu về đích sát ta nằng u bà bạc tình chất sát bà sổ. A sát tăng su ga tăng bù tăng ta ma hằng phù mi pram ma nàng. Dạ con xin đọc hai câu đầu và phân tách ạ. Chú tình dơ về đi sát ta nàng u bạch bạch tình cha sát ba sổ. Chú là đoạn âm, tin là tin, là trường âm đọc theo giọng nguyên nhâm. Dơ là trường âm thông thường, về là trường âm thông thường, đi là đoạn âm, sát ta nàng sát là trường âm nhấn, ta là trường âm đọc trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá là hai đoạn âm, bắt là trường âm nhấn, ti là trường âm tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sắp bá sô, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc hai câu kế ạ. A sa tăng su ga tăng bù tăng ta ma hằng pru mi pram ma nang. A là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su ga là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút tăng, bút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta ma hằng pru mi pram ma nang. Ta ma là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru mi, pru là trường âm thông thường, mi là đoạn âm, pramanang, pram là trường âm thông thường, má là đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại cả bài và sang, con xin kể. Chú tìm dầu về đi sát ta nàng u bà bạc tì chá sắp bà sổ. A sát tăng su ga tăng bù tăng ta ma hằng pru mi pram ma nàng. Chú tìm dầu về đi sát ta nàng u bà bạc tì chá sắp bà sổ. A sát tăng su ga tăng bù tăng ta hằng pru mi pram ma nang. Ai hiểu rõ hoàn sanh tử, các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Dạ con xin xuống mic và con xin quý ngài sửa cho chúng con. Và xin, con xin cảm ơn toàn thể đạo tràng đã lắng nghe. Con xin mời quý vị tiếp ạ. Alo, 123, 123. Xin chúc la mùa xuân. Xin quan thân trời ý ha. Xin hải, như vậy là rất tiến bộ. Những cái chỗ khó thì chúng ta vượt qua, nhưng mà những cái chỗ dễ thì chúng ta coi thường. Cái câu cuối cùng tam hằng phù mi pram ma nang là một cái câu mà chúng ta coi như cũng học nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay Sĩ Khải chữ pram ma nang, chữ pram mà nói rằng đó là một trường âm thông thường, đây là một trường âm nhấn.
chứ không phải là trường âm thông thường. Brahma năng, chúng ta thấy nó có trường âm thông thường trong đó, nhưng mà cái quan trọng ở đây là trường âm nhấn chữ Brahm, hai phụ âm ghép đi liền phía sau một nguyên âm. Mà nguyên âm đó dù là á, dù là a, dù là đoạn âm, dù là trường âm, thì cái quan trọng của nó là trường âm nhấn, hai phụ âm ghép đi liền ở phía sau, chữ H và chữ M, chữ H và chữ M. Cho nên ở đây, hãy chú ý một chút ha. Cái câu này chúng ta học nhiều lắm rồi, nhưng mà những cái chữ khó ở trên lại phân tích chính xác, mà cái chữ ở dưới này chúng ta coi thường ha. Rồi xin hãy chú ý một tí nữa ha, là hoàn chỉnh. Rồi mời sĩ Chân Lá Mùi Xuân, sĩ Quang Thanh, sĩ Tina. Con xin đánh lễ Ngài Chí Đức, con xin kính chào đại tràng. Con xin đọc câu 419. Chú tình vô quê đi sát tà năng u bát bát tình chất sát bá sồ a sát tăng su gát tăng bút thăng tá má hăng khu mi khrom má năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng u bát bát tình chất sát bá sồ. Chú là trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, sát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá là hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, sáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba bát tình cha sát ba sô a sát tăng su ga tăng bút thần tam a hằng pro pro mi pram ma năng. Á đoạn âm, sát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su ga hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm thông thường, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại bốn câu. Chú tinh vô quê đi sát tà năng u ba bát tình chát sáp ba sô a sát tăng su ha tăng bút thăng tá má hăng pru mí pram má năng. Chú tinh vô quê đi sát tà năng u ba ba tinh cha sa ba sô a sa tăng su ga tăng bồ thăng ta ma hăng pru mi brahm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà la môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Alo, 123, 123. Hôm nay còn mùa xuân mà, tại sao mà đọc nó thấy hết mùa xuân luôn? Không phải một mình sẽ tịnh tâm ha, nói dĩ chú. Mà còn thêm một chữ nữa, chứ không phải riêng dĩ chú ha. Thì như vậy quý vị thấy sẽ trước lá mùa xuân còn một cái lỗi nữa ở chỗ nào? Alo, quý vị nghe sĩ trước lá mùa xuân đọc rất là trôi chảy phải không? Nhưng mà sĩ tịnh tâm bắt lỗi nè. Đó là cái chữ chú là đoạn âm. Còn thêm một lỗi nữa, chứ không phải là một chữ chú không thôi. Alo, chỗ nào? Quý vị có thấy rõ không? Cái lỗi này giống như Siết Hải hồi nãy. Tức là chữ Brahm. Chữ Brahm mà nói đây là một trường âm thông thường ha.
mới sửa cho Sích Hải, mà bây giờ Sích Chiên La Mậu Xuân cũng bị bắt ở chỗ đó. Alo, quý vị nếu mà nghe lại trên Facebook đi, thì quý vị sẽ thấy chị Plum, Sích Chiên La Mậu Xuân nói đó là một trường âm thông thường. Nghe lại đi thì quý vị thấy chữ Brahm đó là một trường âm nhấn chứ không phải là trường âm thông thường ha. Rồi, từ từ đi, tại sao quý vị gấp làm gì vậy ha? Hãy ghi nhận và chú ý thì như vậy quý vị sẽ đọc chính xác. Rồi, mời Sít Quang Thanh, Sít Tina, Sít Niệm Từ, Sít Cô Tu Nữ Phúc Hạnh ạ. Alo, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, và con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Cha, và con kính đảnh lễ các quý sư hiện diện trong đạo tràng. Kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh và quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú 419 ạ. Chú tình rô quê đi sát ta năng u ba bát tình cha sắp ba sô. A sát na tăng su ga tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chú tình rô quê đi sát ta năng u ba bát tình cha sắp ba số. Chú là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rô quê là hai trường âm thông thường, đí là đàn âm, sắp là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú bá là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Con phân tích câu số 3 và câu số 4. Át sát tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Á là đoạn âm, sát là trường âm, âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, răm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại toàn bài. Chu tình rô quê đi sát ta năng u ba bát tình cha rắp ba sô. A sát tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Dạ con xin kệ. Chủ tình rô quê đi sát ta năng u ba ba tình cha sắp ba sô. A sát tăng su ga tăng bút thăng ta ma hằng rô mi rằm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm nhiễm, khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Dạ con đã trả bài và đọc bài và phân tích, và con có sai mong Ngài Chí Đức và đạo tràng chỉ cho con. Dạ con xin xuống mic ạ.
Alo, Sitina ơi, tại sao cầm micro mà không chịu nói gì hết vậy? À, mời Sitina tiếp tục ha, cầm micro phải nói chứ. Kính lễ sư trí đức, con xin kính chào sư Pháp Trang và con kính chào mấy cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, không nghe con. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cứu Kinh 419. Dạ, lâu rồi con không có vô lớp trả bài. Chú tình vô quê đi sát tà năng ú ba bát tình chát sát ta sô át sát tăng su gát tăng bút thăng ta ma hằng bù mi bra mát năng. Dạ, con xin chân tích câu 1 và câu 2. Chú là đoạn âm, tên là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, vô quê là hai trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sát là trường âm ngắn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2. Ú bá là hai đoạn âm, bá là trường âm ngắn, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, tát là trường âm ngắn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Chứ tình vô quê tí sát tà năng ú bá bát tìm chá sát bá sô. Và câu 3, câu 4. Á sát tăng su gá tăng bút thăng. Á là đoạn âm, sát là trường âm ngắn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm ngắn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá ma hằng bú mi bà mát năng. Tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bra là trường âm ngắn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chú tình yêu quê tí sát tà năng u ba ba tình chát sát ba sô á sát tăng su ga tăng bút thăng ta ma hằng ru mi bra ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ, con xin kệ, lâu rồi không kệ, không biết kệ sao nè. Dạ. Chư tin vô quê đi sát ta năng u pa pa tín cha sát pa sô asa tăng su ca tăng bun thăng ta mang hang bu u mi ba ma nang. Chú tin yo we di san ta nang u pa pa tin cha san pa so asa tăng su ca tăng bun thăng ta mang hang bu u mi ba ma nang. Dạ, con có sai, xin sư và đạo tràng sửa cho con rồi. Dạ, con xin xuống biết cả. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sangha giá. Con kính hành lễ sư trí thức, con kính lễ đại sư Pháp Trang,
Con kính lạy cô tu nữ từ duyên, con kính lạy cô tu nữ phúc hạnh, và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 419 hôm nay ạ. Chú tin vô quê đi sắc tà năng u ba bắc tin cha sắp ba sô a sắc tăng su ga tăng bút thằng tam ma hằng bù mi phạm ma năng. Chú tin vô quê đi sắc tà năng u ba bắc tin cha sắp ba sô a sắc tăng su ga tăng bút thằng tam ma hằng bù mi phạm ma năng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chú tìm vô quê đi sắc tà năng u ba bắc tìm cha sắp ba sô. Và câu số 1, chú là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô quê là hai trường âm thông thường, đi là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, ú bá là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4, a sắc tăng su ga tăng bút thăng tam ma hằng ru mi pram ma năng. Và câu số 3, á là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu ạ. Chú tin vô quê đi sắc tà năng u ba bắc tin cha sắp ba sô a sắc tăng su ga tăng bút thăng tam ma hằng ru mi phạm ma năng. Chú tin vô quê đi sắc tà năng u ba bắc tin cha sắp ba sô a sắc tăng su ga tăng bút thăng tam ma hằng ru mi phạm ma năng. Dạ, con xin kể câu pháp cú 419. Chú tin vô quê đi sáng ta nắng úp ba bắc tin cha sắp ba su a sắc tăng su gà tăng bú thăng ta ma hăng cú mi brahm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Đó là bài chuyển ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích xong, con có sai, con ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Và cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ thì niệm từ mời bằng tay của cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc và phân tích câu pháp cú 419. Chú tình vô về đi sát tà năng u ba bát tình cha sát ba sô a sát tăng su ga tăng bút thằng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Chú tình vô về đi sát tà năng u ba bát tình cha sát bát ba sô. Chú là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô về là hai trường âm thông thường, đí là đoạn âm,
Sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú, ú bá là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4 ạ. A sát tầng su ga tầng bút thần tá má hằng rù mi rầm má nằng. Á là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su ga là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm thông thường, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chú tình dồ về đi sát tà nằng u bá bá tình chá sắp bá sô. A sát tầng su gá tầng bút thần tá má hằng rù mi rầm má nằng. Con xin kể. Chú tình dồ về đi sát tà nằng u bá bá tình chá sắp bá sô. A sa tăng su ga tăng búa thắng tam hăng ru mi râm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chứng giúp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính chào mọi người đã cho con biết tín hiệu ạ. Cho con cho phép con được đọc câu kinh Pháp Cú 419. Chú tình vô về đi sắp tà năng u ba bát tin chá sát bát sô a sát tàng su gá tàng bút thành tá ma hằng rù mi rầm ma nành. Chu tình vô về đi sát ta nành u ba bát tin chá sát bát sô a sát tàng su gá tàng bút thành tá ma hằng rù mi rầm ma nành. Dạ con xin tập thân tích. Nếu con phân tích có sai, xin quý sư và quý cô tu nữ cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con tập phân tích câu 1, câu 2. Hộp. Dạ, chú là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm à. Vô là trường âm thông thường, V là đường âm, trường âm thông thường, Đí là đoạn âm, Sát là trường âm nhấn, Ta là trường âm thông thường, Năng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, Ú bá là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường,
Tá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, xú gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thanh là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Nhà con phân tích câu 4 nha. Tá má hằng rù mi rầm má nằng. Tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, rù là trường âm thông thường, mấy là đoạn âm, rầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nằng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Không biết có sai, có sai quý cô, quý sư, quý cô con nữ đạo tràng chánh xứ cho con ăn. Dạ con xin cỡ luôn ạ. Chú tín vô về đi xa ta nắng u đa bát tín và xa ba sô a sa tăng sô gà tăng bú thăng ta ma hăng ru mi râm ma năng chú tín vô về đi xa ta năng u ba ba tín và xa ba sô a sa tăng sô gà tăng bú thăng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh từ các chúng sanh không nhiễm khiếu vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Đây là ngày, đây là do ngài hòa thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Dạ con để trả bài xong, con có sai xin quý sư quý cô tôn nữ cùng đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Con dạ con xin xuống mic. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài chư đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang và quý cô tư nữ, và con chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Chú tình vô về tí sát tà năng u pa pa tình chát sát pa su a sát tăng su chát tăng bút thần tá ma hằng bùm mít bầm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Dạ chú đoạn, đoạn âm tim trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, trí đoạn âm, sát trường âm nhấn, ta trường âm đọc theo trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út bát hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tim trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, sát trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Chú tình vô về đi sát tà năng u ba bát tình chát sát bá sô. Câu 3, câu 4. Á đoạn âm, sát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú gát hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bù trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A sát tăng su cát tăng bút thăng tá mã hằng vùng mí brum má năng. Con đọc lại và hết bài. Chú tình vô về đi sát tà năng u pa pa tình cha sát pa su a sát tăng su cát tăng bút thăng tá mã hằng vùng mí brum má năng. Năm con xin phép được kể. Chú tin vô quê đi sát ta nằm u bát bát tính cha sát ba sù a san tăng sư ca tăng bốn thằng ta ma hăng vùng mi băm ba năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Con kính tri ân quý sư và quý cô tư nữ và đạo tràng, có sai con xin quý ngài sửa giùm cho con. Con xin mời vị kế tiếp.
Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Mà, dạ Nam mô Sang Khai, dạ con kính lãnh lễ ngài Trí Đức, con kính lãnh lễ sư Pháp Trang, con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay cô Trần Phụng là không thấy lên nên thôi con lên. Dạ con xin chào bà. Chú tình vô quê đi sát tà năng upa bát tình cha sát ba sô a sát tăng su giác tăng bút thần tam ma hằng bồ mi brahma năng chư tình vô quê đi sát tà năng upa bát tình cha sát ba sô a sát tăng su giác tăng bút thần tam ma hằng bồ mi brahma năng. Chú là đoạn âm, tinh trường âm, đọc theo dòng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, đí đoạn âm, sát trường âm nhấn, ta trường âm đọc thông thường, năng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, ú, bá hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tinh trường âm đọc theo dòng nguyên âm, chá đoạn âm, sát trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Chú tình vô quê đi sát tà năng upap ba tình cha sát ba sô á là đoạn âm sát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất trường âm nhấn, gá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, lý đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo dòng nguyên âm, a sát tăng sư cát tăng bút thành tam ma hằng vô mi brahm ma năng chút tình vô về đi sát tăng năng ốc. Dạ con xin đọc lại. Chút tình vô về đi sát ta năng upat ta tình cha sát ta sô a sát tăng sư gạt tăng bút thành tam ma hằng bồ mi brahm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà la môn. Bạn được hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Chư tinh vô quê đi sát ta năng upapatin chạp sát ta sô a sát tăng su ga tăng bụt thăng ta ma hăng bu mi brahm ma năng. Dạ con có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin trao mít lời cho vị kế tiếp. Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Khai Dạ, con đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, kính chào Pháp Trang. Và bây giờ tự nhiên xin cấp cứu số 419, dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Tình quỳ sắc tà nặng ú bác bác tình chất sắc bác dồ. Chú là đoạn âm, tinh là trường âm dòng nguyên âm, vô quê hai trường âm thông thường, sát trường âm ta trường âm thông thường, năng trường âm dòng nguyên âm, upapat tình chất sắc bát sô upat hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tinh trường âm dòng nguyên âm, chá đoạn âm, sắc trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường, đồng át sát tầng sư gắt tầng tám ma hằng rồ mi rầm má nằng á đoạn âm, sắc trường âm, trường âm giọng nguyên âm, xú gá hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, bút trường âm nhấn, thăng trường âm giọng nguyên âm, tá năng hăng trường âm giọng nguyên âm, trường âm thông thường, miệng
răng âm, má, đoạn âm, âm nguyên âm. Ác sát tăng sư gác tăng bút thăng tám má hồ mi thăng. Xúc trình vô quê đi sát tà nàng ú bác bác tình chất sắc bác dồ. Sư tăng bút má hồ mi răng má năng. Tuy nhiên xin kể. Vô quê đi sát ta nắng ngủ ba trả mồ sát tăng su tăng buôn ta mà thằng bố vì rằm ma năng xuống ngô quê đi sát năng ngũ ba ba tinh trả sắc ba sổ a sắc tăng su gà tăng vũ tăng ta ma ru mì rằm ma. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà la môn. Phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã kệ và phân tích xong. Nếu có chữ nào sai xin ngài và đọc tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của sức. Alo. Dạ. Cho con xin hỏi đạo tràng có nghe không? Dạ. Để con kéo bài xuống. Dạ, con xin kính lễ sư, con xin kính lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú xuống 119. Chú tinh vô về đi sát tà nàng u vá bát tình cha sáp bá sô a sát tăng su gá tăng bút thăng tá ma hàng phù mi đầm ma nàng. Câu 1 và câu 2. Chú tinh vô về đi sát tà nàng u vá bát tình cha sáp bá sô. Chữ chú là đoạn âm, chữ tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vô là trường âm thông thường, chữ quê là trường âm thông thường, chữ đí là đoạn âm, chữ sát là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ú là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ bát là trường âm nhấn, chữ tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ chá là đoạn âm, chữ chá là đoạn âm, chữ sắp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ xô là trường âm đọc theo giọng nguyên trường, chữ xô là trường âm thông thường. Và con đọc lại câu 1, câu 2. Chú tinh vô về đi sát tà năng ô bá bát tinh chá sắp bá xô. Câu 3 và câu 4. Á sát tăng su gắt tăng vứt thăng tá ma hàng phù mi rầm ma năng. Chữ á là đoạn âm, chữ sát là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ xú là đoạn âm, chữ giá là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ bút là trường âm nhấn, chữ thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài. Chú tinh vô về đi sát ta năng u vá bát tình cha sáp bá sô a sát tăng tu gát tăng vút thăng ta ma hàng phù mi đầm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ ta gọi bà la môn. Dạ, cho con xin phép kệ.
chú tinh vô về đi sát ta năng u ba ba tinh cha sắp ba số a sát tăng su gà tăng vút thắng ta mang phu mi rắm ma năng chú tinh vô về đi sát ta năng u ba ba tinh cha sắp ba số a sát tăng su gà tăng vút thắng ta mang phu mi rắm ma năng. Dạ con xin sư và dạ, quý vị trong lớp sửa bài dùm cho con xin xuống mất, xin mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú ngày hôm nay ạ. Dạ câu pháp cú 419. Chú tình vô quê đi sát tà năng u bát phát tình chất sắp bát sô á sát tăng su gát tăng bút thăng tá má hằng brù mi prâm má năng. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba bát tình cha sắp ba sô á sát tăng su gát tăng bút thăng tá má hằng brù mi prâm má năng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chú là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô quê là hai trường âm thông thường, đí là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú, bá là hai đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba bát tình chá sắp bá sô. Và câu số 3 và câu số 4. Á sát tăng su gáp tăng bút thăng tá ma hằng brù mi prâm ma năng. Á là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ách sát tăng su gát tăng bút thăng tá má hăng ru mí brum má năng. Và con xin đọc lại ạ. Chú tình vô quê đi sát tà năng u ba bát tình chất sắp ba sô á sát tăng su gát tăng bút thăng tá má hằng brù mi prâm má năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chú tin vô quê đi sát ta năng u ba bát tin cha sắp ba sô a sát tăng su ga tăng bút thăng ta ma hăng bru mi prâm ma năng. Dạ con đã đọc xong và dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Có sai con nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ kính cảm ơn Minh Giang Nhật Hà. Dạ cảm ơn chị Mát Ta, cảm ơn chị Thích Tình Vũ, cả Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên Tịnh Tâm, Khích Kim Nhung, Hoàng Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tâm đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Cúc Hạnh, cô tu nữ Tại Duyên. Dạ cảm ơn
anh Hoàng. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Có lẽ con là người cuối cùng rồi phải không Kim Nhung? Dạ, con xin được trả bài câu Phật Quốc Kinh số 419. Chú tình giờ quê đi sát tà năng ư ba ba tình cho sát ba sợ a sát tăng sư gắt tăng bút thằng tam ma hằng sù bi rằm ma năng. Ồ, hành kiểm ơi, có người khiếu nại còn hành kiểm ngang hành kiểm. Chú tình giờ quê đi sát tà năng ư ba ba tình cho sát ba sợ a sát tăng sư gắt tăng bút thằng tam ma hằng sù mi rằm ma năng. Ồ, còn ba ông thần nữa nè. Dạ, mến chào Châu Phan. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chú đoạn âm, tin trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Vô quê hai trường âm thông thường, đi đoạn âm. Sát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú bá hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, tin trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, sô trường âm thông thường. Chú tình giờ quê đi sát tà năng ú ba bát tình cha sắp ba sô. Con phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, sát trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú gá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A sát tăng sư gác tăng bút thăng tam ma hằng ru mi râm ma năng. Con xin ôm lại hết 4 câu. Chú tình giờ quê đi sát tà năng ư a bát tình cha sắp ba sợ a sát tăng tăng bút thằng tam ma hằng su mì râm ma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sinh tử các chúng sanh, không nhịp khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, tha gọi Bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Mời ba ông thần và hành kiểm đưa bàn tay lên nha. Nhật Quỳnh kể xong, Nhật Quỳnh trả mít, mời quý vị nha. Và con phân tích và đọc cơ sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin được kể ạ. Chú tinh vô quê đi xa ta năng ngũ ba ba tinh cha sắp ba sâu a sa tăng su gà tăng búa tăng tạc ma hăng su mi râm ma năng. Chú tinh vô quê đi xa ta năng ngũ ba ba tinh cha sắp ba sô a sa tăng su gà tăng búa tăng tạc ma hăng su mi râm ma năng. Dạ, con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, hôm nay vị nào kể cũng rất hay rồi. Dạ, Nhật Quỳnh là không có bằng quý vị đâu. Dạ, mà do Nhật Quỳnh học tới học lui thì Nhật Quỳnh đọc hơi tốt một chút thôi. Chứ Nhật Quỳnh kể là không hay bằng quý vị rồi. Dạ, xa thủ bàn tay ba ông thần. Dạ, con xin hành kiểm, đưa tay lên hành kiểm ơi. Dạ, mời ba ông thần nha. Alo, alo, mọi người nghe con không ạ? Thí dung ơi, dạ, trước hết con kính định lễ sư ông Chí Tích, cùng quý sư ông ở trong hương, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị. Cô á, họ đọc hay á, con mới là đọc hay nhất luôn, nó con kể cũng hay nhất luôn. Sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 419 ạ. Chú tinh vô quê đi sát tà năng u pa ba tinh cha sát pa sô a sát tăng su ga tăng bú tăng tam ma hăng tu mi pram man năng.
Con đọc lại lần nữa ạ. Chú tinh yô vê đi sát ta năng u pa pa tinh chá sát ba sô á sát tăng su gát tăng bú tăng tám bó hăng bù mi pram má năng. Và con xin phân tích truyền âm và đoạn âm. Con phân tích mừng bài luôn. À, chú là đoạn âm, tinh là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, nô là truyền âm thông thường, quê là truyền âm thông thường, lý là đoạn âm, sắc là truyền âm nhấn, ta là truyền âm thông thường, năng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, bá là đoạn âm, bát là truyền âm nhấn, tinh là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, sắc là truyền âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là truyền âm thông thường, á là đoạn âm, sắc là truyền âm nhấn, tăng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, giá là đoạn âm, tăng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, bún là truyền âm nhấn, tăng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hăng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là truyền âm thông thường, ní là đoạn âm, pram là truyền âm nhấn, má là đoạn âm, năng là truyền âm đọc theo giọng nguyên âm. Để con, và con xin đọc lại. Chú tinh vô về đi sát ta năng u pa pa tinh cha sát ba so á sát tăng su gat tăng bú tăng tam ma hồng pru mi pram ma năng. Và sau đây con xin đọc lời kệ của Hòa Thượng Thích Minh Châu theo version của Hòa Thượng luôn. Ái hiểu rõ hoàn toàn sánh từ cả chúng sanh, khống diện khéo vượt qua sáng suốt và sáng suốt chân giác ngộ tá loạt ba la môn. Dạ, con xin đọc lại một lần nữa theo bản dịch của quê hương con. Ơ hiểu rõ hoàn toàn sanh tử có chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua xóm suốt chân giác ngộ to gùa bò lo mâu. Đó là phiên bản của quê hương con. Và sau đây con xin kể con kể theo classic version là phiên bản cổ điển theo của Rum ạ. Chú tinh yêu quê đi sát ta năng u pa pa tinh cha sát ba so a sát tăng su ga tăng bu tăng tam ma hăng pu mi pram ma năng. Và con xin kể theo phiên bản ngày xưa hoàn thiện ạ. Chú tinh yêu quê đi sát ta nâng u pa pat tinh cha sắp ba sô a sắp tăng su gia tăng bú tăng tam ma hăng bú mi pram ma nâng. Dạ, cái đó không phải disco mà là van. Dạ, con đã đọc kể và đã gì nữa con quên đó. Dạ, disco là cần phải có nhạc modern talking đó. Dạ, con đã xong rồi là con xin xuống và con xin sám hối là con chỉ muốn có một chút gì đó vui vui thôi chứ con không có dám gì hơn. Dạ, con xin sám hối tất cả mọi người. Dạ, con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Hôm nay quý vị tham gia hơi nhiều, trên 20 quý. Vị nào đọc cũng hay hết. Nhất là trong cái giọng kể thì sao cũng được, nhưng mà chú trọng là cái giọng kinh ha, chứ không phải là chú trọng về giọng kể. Cho nên cái giọng kinh quý vị đọc đúng trường âm, đoạn âm, đó là thành công rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào tư vấn của câu Phật ngôn này.
đọc được thì quý vị phải hiểu ý nghĩa của những từ này. Câu đầu tiên, chú tinh vô quê đi sát ta năng. Câu đầu này chúng ta thấy có ba từ, chú tinh là một, vô quê đi, chữ vô có thể là đứng rồi, mà ở trên này thì viết nó dính liền nhau ha. Nhưng mà thật sự nó là đứng rồi nha, chứ không phải là nó dính liền chữ vô với chữ quê ha. Như vậy thì câu đầu tiên này chúng ta thấy có bốn từ, chú tinh là một, vô là hai, quê điếc là ba, sát ta năng là bốn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chú tinh do cái từ chú tí. Chú tí là một danh từ nữ tính, ý karanh ta ý thi linh ga. Nhưng mà chữ chú tí này được chia theo đối các số ít, đối tỷ giá, quỳ phá tỷ ê cao quá trần á. Cho nên chú tí biến thành chú tinh. Chú tinh là sự chết. Chú tinh là sự chết. Chiếc ông địa, ông thần tài, ông táo nói chiếc đọc là hay nhất ha. Đúng rồi, hay nhất cũng là chú tí, tức là trước sau cũng chết. Rồi, chữ vô là người nào? Do đại từ giá đứng làm chủ từ ha. Thì chữ giá nó đứng làm chủ từ, nó biến thành chữ vô là người nào. Rồi quê đi, quê đi, đây là một cái động từ số ít, do căn ngữ which có nghĩa là đã hiểu rõ. Động từ này nằm trong quá khứ ha. Đã hiểu rõ người nào, đã hiểu rõ sự chết. Nhưng mà chỉ giới cho ai? Sát ta năng do cái từ sát ta. Sát ta là một danh từ nam tính, akranta cung linh giá. Và sát ta được chia theo sở hữu cách số nhiều, sát thí, quỳ khoa ti và hú quá trần á. Cho nên chữ sát ta biến thành sát ta năng. Sát ta năng là của chúng sanh. Người nào đã hiểu rõ sự chết của chúng sanh. Đó là ý nghĩa câu đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 2. Upapat tình chất sắp ba sổ. Upapat tình chất sắp ba sổ. Câu số 2 chúng ta có 3 từ, upapattin là 1, cha là 2, sắp số là 3. Chữ upapattin ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ upa ở phía trước có nghĩa là về, gần. Và chữ pattin do cái từ patti, nó là một danh từ nam tính, ý karanta phung linh ga. Mà chữ patti này được ghi theo đối các số ít, đối tỷ giá, quỳ phát tí ế cấu quá trần hạ. Cho nên chữ bát tí biến thành bát tình. U bát tình là sự tái sanh. U bát tình là sự tái sanh. Chá là hòa. Rồi sắp và xô là tất cả. Đây là một trạng từ. Và sự tái sanh của tất cả. Và tất cả sự tái sanh cũng được. Tức là câu 1, câu 2 này cho chúng ta ý nghĩa. Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về mọi mặt. Chú tinh vô quê đi sát tà nằng ú pa pa tình cha sắp pa sô. Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về mọi mặt. Rồi, câu số 3. A sa tăng su va tăng bút thăng.
Asat tăng suga tăng bút tăng câu số ba. Câu số ba chúng ta có ba từ. Asat tăng, Asat tăng chúng ta thấy tiếp đồng ngữ á có nghĩa là không, à có nghĩa là không. Rồi sát tăng do cái từ sát ta, sát ta ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ, có nghĩa là đã bám víu. Nhưng mà sát ta ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp thế cầu quá trình á, cho nên sát ta biến là sát tăng. A sát tăng có nghĩa là đã không còn bám víu, đã không còn bám víu. Rồi su gạt tăng chúng ta thấy tiếp đầu ngữ su có nghĩa là khéo tốt đẹp, và chữ gạt tăng do cái động từ gạt chặt tí là đi. Vậy thì ở đây trong cái dạng quá khứ phân từ sugata và được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ câu quá trình á, cho nên sugata biến thành sugatang. Đã đi đến nơi an lạc đã đi đến nơi an lạc. Rồi chữ bút thần do từ bút tha là giác ngộ, nhưng mà ở đây nó được chia theo đối các số ít đu tỷ giá quy pháp tỷ ê câu quá trình á, bút tha biến thành bút thần là đã được giác ngộ. A sát tăng su vật tăng bút thần không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ. Không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ. Tam hằng phù mít cầm mặt năng gọi vị ấy Bạch La Môn. Như vậy câu Phật ngôn 419 có ý nghĩa: người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về mọi mặt, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là Bạch La Môn. Lặp lại: người nào đã hiểu biết sự chết đào tràng quan hệ cho trong giây lát ạ. Dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Alo 123 123. Hên quá, bị rớt mạng chứ không phải bị mất mạng. Mất mạng thì không còn vào được, nhưng mà rớt mạng. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Câu Phật ngôn 419 nói lên ý nghĩa: người nào đã hiểu cái sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về mọi mặt, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: là người hiểu rõ hoàn toàn sự sống việc chết các hàng chúng sinh, không ai luyến đào thoát nhanh,
tự mình giác ngộ, xứng danh Bà La Môn, là người hiểu rõ hoàn toàn sự sống và chết, các hàng chúng sanh không ái luyến, đào thoát nhanh, tự mình giác ngộ, xứng danh Bà La Môn. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu: ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ ta gọi Bà La Môn. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ ta gọi Bà La Môn. À, như vậy thì ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn này chúng ta cũng đã giải quyết xong. Câu Phật ngôn 419, 420 cùng một duyên sự. Vậy thì khi đến cái câu Phật ngôn 420, chúng ta sẽ hiểu cái duyên sự của hai câu Phật ngôn này nói lên vấn đề gì. Rồi, thời gian còn lại 14 phút. Hôm qua Sĩ Quang Thanh có thắc mắc một câu hỏi. Bây giờ mời Sĩ Quang Thanh Quang Hỷ nêu lên câu hỏi. Bởi vì hôm qua có một số trả lời nhưng mà Sĩ Quang Thanh đã ra ngoài. Rồi bây giờ mời Sĩ Quang Thanh ha. Alo, lặp lại câu hỏi và giải quyết câu hỏi đó. Sĩ Quang Thanh có chức máy không ạ? Rồi, Sĩ Kim Nhung ra khỏi. Alo, hôm qua câu hỏi như thế nào, Sĩ Quang Thanh? Bởi vì có một số trả lời, nhưng mà khi đó Sĩ Quang Thanh đã ra ngoài rồi. Bây giờ thì Sĩ Quang Thanh có thể không cầm mic được hả? Rồi, bây giờ Sĩ có thể chat lên câu hỏi đó, hoặc là mời Sĩ Nhật Quỳnh lặp lại câu hỏi của Sĩ Quang Thanh. Rồi, sẽ giải quyết câu hỏi này. Bởi vì duyên sự câu Phật ngôn 419, 420, chúng ta mới hiểu rõ được cái nguyên nhân. Còn chúng ta hiểu một câu này thì không được. Rồi, alo, mời Sĩ Nhật Quỳnh lặp lại câu hỏi của Sĩ Quang Thanh ngày hôm qua. Bởi vì hôm nay Sĩ Quang Thanh không cầm mic được. Rồi, xin mời. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, một lần nữa con thành kính ảnh lễ chư Tôn Đức Ngục Bình, kính chào Đạo Tràng. Dạ, ngày kêu thì con cầm mít nhưng mà con không biết Hoàng Thành có đồng ý hay không, và cặp lại không biết có đúng ý Hoàng Thành không nữa. Hai vấn đề. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Ngục Bình biết được tín hiệu. Dạ, ngài thấy làm sao, Hoàng Thành thấy làm sao? Một là không biết Hoàng Thành có đồng ý cho con gặp lại không. Hai là con gặp lại sợ không đúng như ý của Quang Thanh. Thế nào nói qua nói lại cũng có cái sai. Nên nếu mà Nhật Quỳnh hỏi mà có sai ý Quang Thanh, Quang Thanh có thể chắc lên nha. Dạ, tại Nhật Quỳnh chỉ nhớ thôi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, con xin đặt lời ý của Quang Thanh. Và nếu có sai thì Quang Thanh cứ chắc lên, Nhật Quỳnh sửa lại, đọc lại. Dạ, theo ý Quang Thanh ngày hôm qua hỏi thì con hiểu được một điều là Quang Thanh đi đến một nơi trú xứ nào đó muốn học hỏi, muốn kinh pháp, nhưng mà gặp rất là nhiều trở ngại với cái vị ở trú xứ đó. Có nghĩa là không có dùng lời êm ái để dạy dỗ, mà coi như là nổi sanh rất là nhiều. Mà ý của Quang Sanh nói là tại sao giống như một người tu sĩ mà lại có cái ý nóng giận như vậy, không có được như ý mà Quang Thanh đã mong muốn. Phải không Quang Thanh? Phải vậy không? Nhà Nhật Quỳnh hỏi có đúng ý Quang Thanh không? Có sai chỗ nào không thì Quang Thanh chắc lên nha. Dạ, vậy là dạ con thì con hiểu được như vậy thôi. Con chỉ hiểu ý thôi bạch ngài, còn nói thì nó không có đúng lời lắm đâu. Nhưng mà con nghĩ là nói ý là con ngại ngài đã chỉ dạy được. Bây giờ con kính dâng mít đến ngài, con mong ngài chỉ dạy cho Quang Thanh để sao tới cái nơi mà mình thấy không an vui
mà mình tin vào cái điều gì để mình được thấy an vui. Dạ con cung thỉnh Ngài, trường hợp này con bị rất là nhiều. Dạ con kính nhân bích đến Ngài. Nam mô Bụt Thầya. Sư Thi Quang Thần. Trong cuộc sống thì chúng ta không bao giờ thấy được sự hoàn toàn. Dù chính Đức Phật đi nữa, Ngài cũng quan giá họa nàng kinh cha ha, vua quan giá họa giữa đám đông. Nhưng mà khi mà vua quan nói Đức Phật có tình ý như vậy, độn cái bụng lên giả làm người mang thai ha. Nhưng mà rồi giữa đám đông Đức Phật Ngài nói một câu rất là bình dị à, cái chuyện này giữa nàng và ta biết thôi. Cô ta vu oan cho Ngài mà Ngài chẳng có thanh minh thanh nga gì hết, mà Ngài nói ở cái chuyện này chỉ có cô và tôi biết thôi, cái người thứ ba không biết. Mà khi mà chúng ta nghe cái vấn đề coi giữa cô và tôi biết như vậy thì hội chúng sẽ nghĩ sao? Họ sẽ có nhiều cái ý nghĩ đó là sai lầm. Và cũng chính Đức Phật vị đệ tử của mình, tức là Đề Bà Đạt Đa, lăng đá muốn giết đi, nhưng mà đá chỉ làm cho Đức Phật chảy máu ở chân thôi. Thì đệ tử mà còn muốn giết thầy nữa để lên làm Phật. Rồi không biết như vậy, chính Đức Phật còn bị nàng Magandhiya hoàng hậu mướn côn đồ chửi mắng suốt cả 7 ngày 7 đêm như vậy. Mình chửi nghe một cái tiếng chửi nào đó thì thao thức ngủ không được, ăn không ngon. Nhưng mà ở đây 7 ngày 7 đêm chửi. Thì bây giờ Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Vậy mà từ bi, hai chữ từ bi, Phật còn lâm nạn, huống chi tụi mình. Nhưng mà cái tâm của Đức Phật làm sao? Không hề lay động. Chửi chửi thì nghe đi. Bởi vì một cái ví dụ Đức Phật nói thế này: khi có một người khách đến nhà mình tiếp đãi một cách ân cần, đem cơm nước ra mời người ta ăn, nhưng mà cái người khách họ không chịu ăn thì sao vậy? Bắt buộc mình phải ăn thôi. Mình mời khách mà khách không ăn thì mình phải ăn. Cũng giống như khi mình chửi rủa mắng nhiếc, nói những lời thô ác đối với người khác mà người ta không nhận, thì cái ác quả đó nó sẽ trở lại cho mình. Mình nói xấu thì cái dơ miệng mình chứ đâu có ảnh hưởng gì tới cái người khách đâu. Mình mời cơm họ không ăn thì mình phải ăn thôi. Thì bây giờ khi mình gặp một cái đối tượng, đó là một người trên cái hình thức đáng kính đi, một tu sĩ, họ làm sai thì họ chịu. Còn chính mình trong cái sự cung kính đối với Tăng, đừng có nghĩ cá nhân người đó, chư Tăng không có lỗi, mà cá nhân người đó có lỗi. Vậy thì chúng ta chú trọng về cá nhân tuyển thí hay là đoàn thể thí? Hướng về chư Tăng. Chư Tăng là ai? 4 đôi 8 chúng, toàn là những vị thánh. Mà chúng ta hướng về cá nhân thì đó là những cá nhân, những phàm tăng mà cá nhân thì có lỗi lầm chứ đoàn thể chư Tăng không có lỗi. Thì tại sao chúng ta chú trọng cá nhân làm gì? Mà cá nhân tuyển thí thì cái phước báo nó ít, còn mà đoàn thể tăng thì cái phước nó nhiều hơn. Rồi nếu mà chú trọng đến cá nhân thì chúng ta phải thử lại chính bản thân của mình tu tập được bao nhiêu. Tu tập được bao nhiêu ở đây có nghĩa là cái nội công mình có thâm hậu hay không. Nội công mình có thâm hậu hay không? Mình có được một cái sự nhẫn nại, có được một cái đức tu để khi mà gặp đối tượng mà càng phiền não, càng đau khổ, càng chướng ngại bao nhiêu, mình có thể vượt qua được bằng cách
mình hãy nhìn lại chính mình. Và cứ suy nghĩ rằng cái phiền não là cái bên ngoài, cái phiền não là cái của người ta. Tại sao mình nghe những cái lời không được êm tai thì mình nổi khùng lên, nổi bồ đề lên? Chẳng qua là gió thổi mây bay, chẳng qua là tiếng nói. Đúng, khó lắm, khó lắm. Nhưng mà cái khó đó để các bậc trí tri mình nhìn người ta, mình kiểm soát lại chính mình. Tu là phải quay lại với chính mình. Chứ tu mình nhìn ra ngoài à, tức là lục căn mà tiếp xúc với lục trần, thì cái lục thức này nó sanh khởi. Mà cái thức này nó sanh khởi, mình muốn thức hay là muốn ngủ? Ngủ thì quên nó đi, để cho vô minh dẫn dắt. Mà thức á thì mình phải thấy. Mà thấy, thấy làm sao mà thấy cho đúng nè. Cái này mới quan trọng à. Cho nên chuyện của Sư Quang Thanh à, chúng ta có ý kiến chuyện của người ta. Mình tới mình hỏi mấy cái vấn đề mà người ta giải quyết không xong thì thôi, mình đặt câu hỏi làm chi? Mình ôm cái phiền não đó vào lòng để làm cái gì? Chuyện đó là chuyện của mấy thầy, của mấy sư, của mấy ông, mấy bà. Còn chuyện của tôi biết rằng ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Lên thiên đường cũng chính mình, mà xuống địa ngục cũng chính mình. Tự mình quyết định một lý tưởng, một hướng đi. Thì bây giờ mình phải tự quyết định. Chứ không phải là ví dụ ông nói hay quá, cái bà bên nói, bà nói giỏi quá, hoặc là cái người kia coi tướng à, xem bói hay, hoặc là người ta nhập lên ta nói trúng chóc hết. Chẳng qua đó là chuyện của người ta. Còn bây giờ mình phải tự xét mình à, mình tin ông Phật hay là tin mấy ông thần tài, ông Thổ Địa, ông Táo này à? Ông Địa, ông thần tài, ông Táo này chẳng qua ổng là những ông thần. Còn ông Phật á là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của chư thiên và nhân loại, thì ông Phật lớn hơn mấy ông này. Tại sao mình lại tin theo ba ông này chi vậy hả? À, cho nên quý vị cứ nhìn lại chính bản thân của mình. Mà bất cứ một việc làm gì lợi mình lợi người, đó là việc đúng. Mà lợi mình hại người không nên, hại người mà lợi mình cũng không nên. Cho nên chúng ta phải nhìn một cách đúng đắn. Chúng ta phải có một cái niềm tin hướng về Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đó là những bóng mát. Mà hướng về Phật thì chúng ta phải thế nào? Quy y Phật, noi gương thiện thệ, nguyện một đời phước tuệ song tu. Quy y chánh pháp tối ưu, nguyện xa nẻo ác, mịt mù tối tâm. Quy y tăng, sống gần pháp lữ, xa lợi danh, thừa tự thánh tài. À, thì như vậy chúng ta cảm thấy rằng mình đã có một hướng đi, đã có một bóng mát à, thì mình nương trong bóng mát đó mình cảm thấy an lạc. Tại sao những cái phiền não người ta đem tới mình khiêng, mình vác vào trong cái vào nhà của mình à? Mình ôm những cái mà coi như tào lao ở bên ngoài để rồi mình khổ. Mệt quá đi, bỏ hết đi, lo cho chính bản thân mình ha. Rồi cái gì nữa à, rồi hãy quay lại với chính mình đi. Atta hi atano na tho, ta là nơi nương nhờ cho chính ta, chứ không phải nương nhờ một tha lực. Mình nương nhờ một tha lực có nghĩa là mình làm nô lệ cho người khác. Mà nương nhờ vào Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, đó là những bóng mát đem lại sự an lạc cho chúng ta. Tham mô ha quê rắc ha tít tham ma cha ri, mình thực hành theo giáo pháp thì giáo pháp sẽ hộ trì cho chúng ta, tức là làm lành được vui, làm dữ bị khổ. Đó là một cái điều chắc thực à. Rồi à, như vậy qua nghỉ ha, chấm dứt ha, hết giờ rồi. À, với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa.
Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quá rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin hoan được vô giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha quan che na so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, chính dân quả phước lên chư tu thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Mong ai phụ hộ.